Khi tôi đến Nam Ninh, cậu đang ở trong phòng chăm sóc đặc biệt dành cho bệnh nhân nặng, nên chúng ta chưa từng gặp nhau. Vâng, vâng. Tôi cũng nghe nói bà từng đến đó. Lát nữa ông Cúc có đến không? Chủ tịch Mạnh chưa nói với cậu sao? Nói gì cơ? Ông Cúc đi từ hồi tháng 4 rồi. Đi rồi sao? Có chuyện gì thế? Chứng trầm cảm. Cậu Đàm Phi, đây là bài viết Tuyết Ngày Tận Thế mà hồi đó cậu viết cho ông ấy. Nó từng khích lệ ông ấy sống thêm được một năm. Tôi cũng không nhận ra nổi chữ này nữa. Đúng thế, khi đó sức khỏe của cậu vô cùng yếu. Ông Cúc luôn cho rằng cậu khó mà sống nổi. Thật ngại quá. Lúc còn sống, ông ấy rất lo cho cậu. Nhìn thấy cậu như hôm nay, tôi thật sự mừng cho cậu. Ông trời ơi, tim của tôi sắp không chịu nổi rồi. Sao lại có chuyện trùng hợp thế này chứ? Cậu Đàm, cậu sao thế? Tôi sống lại được cũng không dễ dàng. Ông Cúc nói rất đúng. Hôm nay giống như ngày tận thế vậy. Theo kiến nghị của Tổng Giám đốc Đàm, số liệu tiền lương của bộ phận bên ngoài ủy thác cho thượng dư điều tra. Hệ thống của họ phản hồi tỷ lệ chính xác là 96,3%, phù hợp với yêu cầu. Nhưng tiền vốn là vấn đề. Hiện tại gói điều tra lương bên ngoài chỉ giới hạn ở tầng trung. Số liệu thu mua khá là rẻ. Rất nhiều công ty tư vấn điều tra đều có kho dữ liệu lương bổng. Mua của họ sẽ rẻ hơn. Vấn đề là thời gian. Xét theo thời gian thì điều tra trên mạng có phản ứng kịp thời nhất. Cái cậu nói tôi đã thấy rồi. Còn phải tăng thêm một vài đơn vị. Mỗi cương vị ít nhất phải có 20 số liệu trở lên thì thống kê mới có ý nghĩa. Vâng. Các cậu đi làm việc đi. Vào đi. Chào Tổng Giám đốc Đàm. Giám đốc Tôn, mời ngồi. Không quấy rầy anh chứ? Không, tôi vừa mới họp xong. Chỗ cô thế nào? Vẫn ổn, đều là nghiệp vụ của bộ phận quan hệ công chúng, phó tổng thống điều hành, tôi chỉ đi ngồi nghe thôi. Họp gì thế? Bộ phận quan hệ công chúng sẽ tổ chức một buổi tiệc rượu cho khách hàng cao cấp. Tất cả đều đã chuẩn bị đầy đủ, phó tổng thống đặc biệt nhắc là mời anh tham dự. Vậy sao? Tại sao lại muốn tôi tham gia? Phó tổng thống nói rồi, tiệc rượu kiểu này cũng chỉ là một khái niệm thôi, thế nên mời tất cả nam thanh nữ tú của tập đoàn đến dự. Khi nào vậy? Anh nóng trong quá nhỉ? Người tôi cứng đờ cả ngày rồi. Có thể không nóng trong sao? Giám đốc Tôn, ngày mai thông tin về nhân viên mới của công ty sẽ công bố toàn bộ trên mạng. Tối nay anh tranh thủ xem lại thông tin của mình xem có thiếu hay sai sót gì không. Trước trưa mai vẫn có thể sửa được. Công bố tất cả sao? Công bố thông tin cá nhân ra bên ngoài có phải là quá chi tiết không? Thông tin của nhân viên ở bên trong và bên ngoài nên có hai bản đầy đủ và sơ lược khác nhau. Đối với bên ngoài thì thông tin chủ yếu là chức vụ. Thêm phần trình độ, học lực từ đầu đến giờ là được. Hôn nhân, quốc tịch, nhóm máu, sinh nhật, chòm sao là những thông tin mang tính riêng tư, không nên để trong phần thông tin cá nhân. Bản mà công ty lưu giữ thì có thể chi tiết được. Được, tôi đã ghi lại rồi. Mai tôi sẽ xin ý kiến của phó tổng thống. Có những nhân viên năng lực nghiệp vụ rất giỏi, thành tích cũng tốt. Có thể lý lịch của họ trước đây không sáng lạn đẹp đẽ như thế. Liệu họ có bị kỳ thị không?
Đây là chuyện về sự công bằng. Được, tôi đã ghi lại rồi. À phải rồi, anh đừng quên buổi tiệc rượu chiều mai nhé. Phó Tổng thống yêu cầu người tham dự phải ăn mặc chỉn chu đấy. Được, cứ thế đi đã. Tạm biệt. Tổng giám đốc Đàm. Chào Tổng giám đốc Nhạc. Để tôi giới thiệu một chút. Vị này là Tổng giám đốc Tống của tập đoàn Sơn Cốc. Vị này là Tổng giám đốc Nhạc của Cách Lợi Bảo. Câu lạc bộ bóng đá Vinh Hoành là do một tay Tổng giám đốc Nhạc quản lý. Từ giải đấu J-League tiến thẳng vào Super League. Đúng là quá giỏi. Nghe danh đã lâu. Hân hạnh, hân hạnh. Lát nữa chúng ta nói chuyện. Tôi đi chào hỏi một chút. Anh đi thong thả. Chú ý người ngoài cửa, cứ nhìn anh mãi đấy. Ai cơ? Tổng giám đốc Phó. Chào cô. Đây là Tổng giám đốc quy hoạch tiền lương và nhân sự của Sơn Cốc, Tổng giám đốc Đàm Phi. Đây là chủ tịch của tập đoàn trang sức Gia Vận. Chào chị Phó. Ngay dưới tòa nhà tôi cũng có một tiệm của quý công ty, trông rất đẳng cấp. Giám đốc Tôn, tập đoàn Sơn Cốc có cô kiểu gì vậy? Toàn tuyển soái ca, định dùng Mỹ Nam kế với khách hàng à? Tổng giám đốc Đàm của chúng tôi không chỉ đẹp trai mà còn là thạc sĩ quản trị kinh doanh của Đại học Bắc Kinh đấy. Thảo nào nhìn đã biết là không tầm thường. Không ngờ chị Phó là hài hước vậy. Tổng giám đốc Đàm, qua đây. Xin lỗi chị, tôi xin phép. Được. Chủ nhiệm Phùng, hôm nay đẹp trai thế, tôi giới thiệu với cậu một người. Tổng giám đốc La, tôi giới thiệu hai người một chút. Đây là Tổng giám đốc Đàm của bộ phận nhân sự tập đoàn Sơn Cốc. Vị này là chủ tịch của công ty truyền thông Trung Bảo. Tổng giám đốc La Nhân. Hôm nay Tổng giám đốc Đàm thay mặt cho tập đoàn Sơn Cốc. Tổng giám đốc La, hai người quen nhau à? Chào Tổng giám đốc Đàm. Tôi là La Nhân ở công ty truyền thông Trung Bảo. Chào Tổng giám đốc La. Tập đoàn Sơn Cốc là nền tảng tốt cho chúng tôi. Rất vinh hạnh được quen biết anh. Tôi cũng vậy. Tôi nghe nói về công ty truyền thông Trung Bảo đã lâu. Tổng giám đốc La làm ở đó lâu lắm rồi phải không? Tổng giám đốc La. Ta nói chuyện sau nhé. Tổng giám đốc Đàm. Ta nói chuyện sau. Xin chào. Xin chào. Họ giả vờ bàn về thị trường cổ phiếu. Ngoài mặt thì tươi cười, nhưng trong lòng thì đang nhỏ máu. Tổng giám đốc Đàm, chúng tôi qua đó một lát. Vâng. Mất hồn rồi sao? Tổng giám đốc La có sức hút lắm, đúng không? Gì chứ? Cô quen cô ấy sao? Luôn có một số ít người bí ẩn xa vẻ nửa người nửa tiên. Rõ ràng sống giữa cuộc sống phàm tục mà lại như thể không dính bụi trần, khiến người ta vô cùng tò mò. Cô đang nói cô La đó sao? Đúng thế. Anh nhìn cô ta bây giờ không khác gì người thường. Nhưng tìm hiểu sâu hơn thì không ai biết rõ lai lịch. Giống như kiểu đại sư Quy Vân vậy. Đại sư Quy Vân là ai? Quy Vân một đi không tung tích. Đó chính là thần tiên mà người xưa hay nói. Quy Vân một đi không tung tích. Tiền kỳ không biết ở nơi nào. Vợ trước ư? Không phải. Tiền kỳ là kỳ trong kỳ hạn. Quy Vân một đi không tung tích. Tiền kỳ không biết ở nơi nào. Người thân coi thường thú vui nhạt. Bạn rượu đã ít càng cô đơn. Không như thời quá khứ anh liệt. Ý của nó là ngày tháng tươi đẹp trước kia đều một đi không trở lại. Được đấy, Tổng giám đốc Đàm. Phó Tổng thống nói quan hệ của cô ta rất rộng. Không có dự án nào là không giành được. Quan hệ rộng ư? Là chỉ quan hệ với chính phủ sao? Hạ Cát Quốc, Bộ trưởng Hạ, anh có biết không? Có hai cố vấn săn nhân tài đã đánh cược nói rằng phải chạm được vào quân át chủ bài của cô La này. Kết quả ngoài thông tin trên mạng ra thì chẳng thu được gì. Giờ là thời đại của Assange và Snowden rồi. Không có át chủ bài nào không chạm đến được. Chuyện này bịa không đủ chi tiết. Tôi không tin. Anh Đàm, bà chủ của chúng tôi muốn hẹn anh nói chuyện một lát, có tiện không? Bà chủ của anh xưng hô thế nào? Tổng giám đốc La, chính là người phụ nữ ở bên kia. Mời đi bên này.
Vì Bắc Kinh mà không chào hỏi nhau. Anh có chào hỏi ai đâu. Anh đang nghĩ đến lúc gặp người quen, cũng đang nghĩ là sẽ ứng phó thế nào. Nhưng không ngờ người đầu tiên gặp lại là em. Oan gia ngõ hẹp mà. Anh ngồi đi. Có một câu em vẫn luôn muốn nói trực tiếp với anh. Hồi đó em không hề bán đứng anh. Bốn năm rồi. Chuyện này đừng giải thích nữa. Anh tin lời em. Nhưng hồi đó anh không cho em cơ hội giải thích. Trạng thái vẫn tốt, không giống dáng vẻ ở trong đó 4 năm. Em biết anh được ra lâu rồi, chỉ là không biết anh ở đâu. Sao em biết anh ra trước 1 năm? Anh còn nhớ cô bạn luật sư đó của em, Trung Hoài Lan không? Tất nhiên là nhớ. Sao cô ấy biết anh được ra? Hoặc là do cậu ấy tò mò, hoặc là cậu ấy muốn nghe ngóng giúp em. Xem ra anh không định nói cho em biết rồi. Nói với em điều gì? Sao Trịnh Thu Đông đang yên lành lại biến thành Đàm Phi, tổng giám đốc Đàm rồi? Rất đơn giản. Sau khi anh ra ngoài, anh cảm thấy lý lịch từng ngồi tù quá đáng sợ. Anh không thoát ra khỏi ám ảnh đó được. Cũng không có ai dám trọng dụng người như bọn anh. Tiến sĩ từ nước ngoài về còn phải chạy đôn chạy đáo tìm việc. Anh có thể có cơ hội nào chứ? Ai cũng hỏi anh năm ngoái anh làm gì. Họ đều bảo anh đưa lý lịch 5 năm gần đây ra để xem. Không có cách nào trốn tránh được. Nếu anh nói thực, nhất định những người đó sẽ phủi tay mà đi. Miệt thị là tất nhiên. Sẽ không lưu số điện thoại của anh, cũng không đưa danh thiếp cho anh. Em tưởng anh đổi tên thôi. Lẽ nào anh ngụy tạo thân phận?
ngụy tạo đấy. Hai chúng ta thật có duyên. Trên thế giới này, em là người đầu tiên biết chuyện này. Đừng nhìn anh như thế, y nhân. Lòng anh cũng rối lắm. Anh nguyện là một người như thế. Sau khi anh ra tù, anh không hề oán thán bất công. Anh cũng hài lòng với hiện thực. Anh tin chỉ cần thành thật đối đãi với người khác thì cũng có thể được người ta đối đãi chân thành. Mọi người đều sẵn lòng tin tưởng anh bây giờ. Nhưng ai chịu tin tưởng anh thật sự chứ? Trong phạm vi 4 km vuông của khu trung tâm thương mại này, trong 450.000 nhân viên kinh doanh này, anh tin không có ai có lai lịch như Trịnh Thu Đông Anh. Người có điều kiện ưu tú lại nhiều như thế, người ta dựa vào cái gì mà trọng dụng anh? Làm sao anh có được thân phận này thế? Anh định dùng tạm thời hay làm đàm phi mãi mãi thế? Chắc là mãi mãi đấy. Quen biết anh nhiều năm như thế, ấn tượng sâu sắc nhất mà anh để lại cho em chính là luôn muốn một chuyến đi đến Nepal, đi Quảng Tây. Còn trước mắt lại là một đàm phi từ trên trời rơi xuống. Anh luôn có chiêu lạ thế, lần nào cũng bộ dạng hay ho lắm, cuối cùng đều là vì những chuyện không ra gì. Đừng để ý. Em nói chuyện với anh không phải để thay đổi gì đâu. Ý của em là lần này anh vẫn sẽ chết rất thảm sao? Em không kịp nghĩ kết quả thay anh. Anh nghĩ ngợi quá nhiều rồi. Em vẫn trong cú sốc tình cờ gặp lại. Em bị sốc sao? Anh nghe có vẻ oán trách nhiều hơn. Bị sốc không chỉ toàn thân run rẩy mà còn nói năng lung tung. Em không còn là cô nữ sinh từ rất lâu rồi. Em không hiểu sao anh lại nghĩ đến chuyện tạo thân phận giả. Là bản năng. Những gì đã trải qua và cuộc sống hiện tại chỉ có thể chọn một trong hai, không thể cân đối được. Anh thừa nhận chuyện thân phận giả. Lúc đầu anh không nghiêm túc lắm với việc này. Nhưng đến hôm nay, anh vẫn chưa tìm được cách nào tốt hơn. Đừng nói chuyện này vội. Đây là trụ sở của công ty em. Số điện thoại trên danh thiếp. Sau này anh cần giúp gì thì cứ nói. Em có thể làm kinh doanh, lại còn là công ty lớn thế này. Nếu là trước đây, có đánh chết anh cũng không tin. Anh nói đúng. Em đâu biết làm kinh doanh, còn không phải là dựa vào anh Hạ sao? Hạ Tác Quốc. Anh cũng biết người này, đúng không? Em và anh ta. Đúng. Bình thường mà. Đây cũng là một cách sống. Vẫn chưa ra sao? Có lẽ ra vườn hoa phía sau rồi. Thật không ngờ đàm phi này lại rất có duyên với phụ nữ. Có thể có quan hệ tốt với bộ trưởng Hạ. Như vậy rất có lợi cho công ty. Người của Sơn Cốc thường qua lại đây đây.
Không phải vì ảnh hưởng của em, mà là đến ủng hộ anh Hạ. Em xin lỗi, em gửi tin nhắn đã. Giờ em bận như thế, vẫn còn thời gian đọc sách sao? Không phải anh nói em bị bệnh đọc sao? Chỉ còn chút sở thích này thôi. Có điều bây giờ cũng chẳng có gì hay để đọc. Em toàn đọc sách trước đây thôi. Nghe này, một người bạn làm thống kê tin tức nói rằng hiện tại ở Trung Quốc, người có thân phận giả chiếm tỷ lệ 0,013%. Thành phố càng lớn thì tỷ lệ càng cao. Trong đó có 57,3% có liên quan đến tội phạm. Em nói với người khác chuyện của anh rồi sao? Có phải anh ở trong đó đến mức ngớ ngẩn rồi không? Em sẽ làm vậy sao? Đây chỉ là tư vấn mang tính thưởng thức thôi. Nghe này, có số liệu rất quan trọng đối với anh. Theo thống kê, nguyên nhân đầu tiên khiến việc giả thân phận bị bại lộ là sự công khai rộng rãi của việc hiện đại hóa thông tin việc làm. Thứ hai mới là dính đến phạm tội phi pháp. Vậy là ý gì? Em không biết. Phản ứng đầu tiên là muốn tiếp tục thì phải làm thế nào? Nếu trong phim xuất hiện một người như thế, em sẽ rất sợ người đó bị lộ. Em lo cho anh. Mong rằng bí mật giữa chúng ta sẽ mãi mãi là bí mật. Bí mật này của anh đối với quan hệ xã giao thì còn tạm. Sẽ không có ai thăm dò quá mức chuyện riêng tư của người khác. Em nghĩ bây giờ chắc anh vẫn chưa có bạn gái. Đúng không? Sau này rồi sẽ có. Đối với cô ấy, bí mật này của anh là chuyện đáng sợ thế nào? Trong hơn 30 năm, sao có thể che giấu hết được? Nghĩ thôi đã thấy có hàng trăm sơ hở rồi. Anh dẫn cô ấy về quê nhà, bố mẹ anh sẽ không gọi anh là Đàm Phi chứ. Nếu thật sự có người này, anh sẽ kể những chuyện đó cho cô ấy biết để cô ấy tự lựa chọn. Nói bí mật cho người mình quan tâm nhất. Chủ nhân của bí mật sẽ được yên lòng. Vậy sao? Đương nhiên. Cảm ơn anh đã coi em là người anh quan tâm nhất. Giám đốc Tống. Người quen cũ à? Anh làm lớn chuyện quá rồi. Tổng giám đốc La tìm tôi là muốn tìm hiểu một chút về nội dung quy hoạch tiền lương. Công ty của họ không có chức vụ này. Vậy à? Cậu có thể hỏi thử tổng giám đốc La xem có tiện hẹn bộ trưởng Hạ đi ăn một bữa không? Nói như vậy liệu có hơi đường đột quá không? Cô ấy với bộ trưởng Hạ có quan hệ thế nào? Tổng giám đốc Tống. Tổng giám đốc Đàm, anh phải chú ý chứ. Giám đốc Tôn, sự thực không phải như hai người nghĩ đâu. Giám đốc La chỉ muốn hỏi một chút. Nhân viên cốt lõi của doanh nghiệp chiếm khoảng 25%, nhưng lại tạo ra hơn 80% lợi nhuận. Một khi những người này nhảy việc, thì sự tổn thất của doanh nghiệp sẽ không thể đo lường được. Jones tự hỏi, tự trả lời. Nguồn nhân lực là gì? Là một loại vốn của doanh nghiệp.
thể hiện trên số người lao động hiện tại. Nó dựa vào số lượng và chất lượng của người lao động, cũng chính là trình độ kiến thức, trình độ kỹ thuật, năng lực làm việc, mức độ sức khỏe của người lao động. Đó là giá trị tổng hợp của tất cả các phương tiện trên, là tổng hòa. Điều này nhất định phải coi trọng. Nguồn vốn nhân lực được hình thành thông qua đầu tư. Điều này giống với yếu tố vốn mang tính thực thể, như đất đai, sản nghiệp. Tôi ra ngoài rồi, cô nói đi. Anh là tổng giám đốc Đàm Phi phải không? Phải, phải. Tôi muốn hẹn gặp anh. Không cần gặp mặt đâu. Sau khi thông qua hồ sơ, cô chuẩn bị phỏng vấn là được rồi. Không, không, không. Trước khi phỏng vấn, tôi nhất định phải gặp anh. Cô Ngũ, giờ tôi đang ở Hải Điện, cách công ty rất xa, không tiện đâu. Giờ tôi đang ở quán cà phê bên cạnh khách sạn Bắc Nhã. Chúng ta ở rất gần nhau. Ở đâu? Chào anh, chào anh là Đàm Phi phải không? Là tôi, nhất định phải gặp mặt sao? Anh ngồi đi, mời anh ngồi. Anh muốn uống gì không? Không cần. Phục vụ, cho một cốc latte. Tôi rất bận, tôi chưa từng thấy ai cố chấp như cô. Nói muốn gặp thì nhất định phải gặp. Từ bậc cơ sở đến mà, không có hiểu biết, gặp mặt một cái tôi mới yên tâm. Chúng tôi tuyển rất nhiều người, số lượng hồ sơ nhận hàng ngày còn nhiều hơn. Sao tôi có thể gặp hết được chứ? Hơn nữa, tôi gặp cô sẽ là không công bằng với người khác. Người khác anh có thể không gặp, nhưng tôi thì anh phải gặp. Phải gặp ư? Là sao? Cô là Ngũ Phương sao? Không giống trên ảnh lắm. Vậy sao? Trước đây chắc chúng ta gặp nhau rồi nhỉ? Gặp rồi. Ở đâu? Bắc Kinh ư? Quảng Tây, Nam Ninh. Nam Ninh ư? Ngũ Phương sao? Tôi không phải là Ngũ Phương. Hồ sơ mà anh xem chẳng qua chỉ là hồ sơ tôi tải bừa trên mạng xuống thôi. Tên thật của tôi là Hùng Thanh Xuân, ở khu Giang Nam, Nam Ninh. Tôi tự mở trung tâm môi giới việc làm. Trung tâm môi giới việc làm ư? Chúng ta từng gặp nhau ở đâu? Anh tìm hiểu về Đàm Phi kỹ như thế, sao không tìm hiểu ra anh ấy còn có vợ chưa cưới chứ? Anh à, tôi thật sự không biết tên thật của anh là gì, nhưng tôi là Hùng Thanh Xuân, từng yêu anh Đàm Phi một năm. Nếu không phải vì căn bệnh chết người đó của anh ấy, chúng tôi đã sớm tính chuyện hôn nhân rồi. Anh đã là Đàm Phi, vậy chúng ta phải quen nhau chứ. Tôi không hiểu cô nói gì. Chắc cô đang nói đến một Đàm Phi khác. Tâm lý vẫn rất kiên cường. Đây là bản photo thẻ căn cước của Đàm Phi. Anh có thể xem kỹ một chút. Số thẻ căn cước giống hệt của anh, chỉ là ảnh không giống. Cái này chỗ chúng tôi làm dễ lắm. Lấy một bức ảnh đen trắng mờ mờ mà muốn lừa tôi sao? Ngây thơ quá rồi. Cô biết không, tôi mà báo cảnh sát thì kết quả cô sẽ thế nào? Không phải, tôi đã làm gì anh đâu mà anh phải báo cảnh sát. Cướp giật ư? Tôi còn chưa đội khăn trùm đầu mà. Giở cho ư? Tôi cũng chưa nói số tiền. Cảnh sát đến thì ích gì chứ? Người như cô tôi gặp nhiều rồi. Bịp bợm, vô lý, phiền phức. Cô lừa người khác còn được, cho tôi thì quên chuyện đó đi. Yêu tinh. Giấy chứng từ của Đàm Phi được sao thành hai bản. Một bản gửi cho Học viện Quản trị Kinh doanh của anh, một bản gửi đến công ty Sơn Cốc. Nếu anh là thật thì cứ bước ra, đừng quay đầu lại. Ngồi đi. Có gì từ từ nói.
đừng mắng mỏ người khác. Ai là đồ phiền phức? Tôi rút lại những lời vừa nói. Được rồi chứ. Rốt cuộc cô muốn thế nào? Không phải chỉ muốn dạy dỗ tôi nên làm người thế nào chứ? Đàm Phi đã yên nghỉ rồi, sao anh lại mạo danh anh ấy mà sống? Tôi không muốn làm phiền anh ấy. Năm ngoái tôi đến Quảng Tây, tôi đã gặp... Không nói rõ được. Là trùng hợp thôi. Là trùng hợp gì tôi không cần biết. Không nói rõ được thì đừng nói. Điều tôi muốn nói với anh là Đàm Phi đã báo mộng cho tôi. Anh đã làm ảnh hưởng đến anh ấy. Anh ấy muốn làm bóng ma của anh, để anh cả đời không được sống yên ổn. Nói thẳng đi, từ xa tìm đến như thế, chắc chắn cô đã chuẩn bị kỹ lưỡng rồi. Rốt cuộc cô muốn thế nào? Tại sao anh lại dùng thân phận của anh ấy? Nhất thời bị vào đường cùng, có cần giải thích không? Không phải ngày một ngày hai có thể nói rõ được. Nhưng tôi sẽ tôn trọng thân phận này, để không làm ô nhục danh tiếng của anh ấy. Sẽ không dùng cái tên này để làm chuyện xấu xa đâu. Đó là chuyện của anh, đảm bảo với tôi chẳng ích gì đâu. Dù sao thông tin của anh đăng rất rõ trên mạng, tôi không lo không tìm ra anh. Tôi không nói tôi muốn chạy trốn. Cô nói đi, rốt cuộc cô muốn thế nào? Đây là lần thứ ba tôi hỏi cô rồi. Muốn tiền. Nói sớm đi. Không quen, đâu thể nói thẳng ra chứ. Bao nhiêu? 200. Nghìn tệ. Tôi có thể cho anh một con số, đảm bảo sau này sẽ không tìm anh nữa. Nuốt lời, điện giật sét đánh. Lúc còn sống, Đàm Phi từng mua một chiếc xe. Cô biết biển số xe không? Chiếc xe này hiện giờ là của tôi. Trước khi anh ấy qua đời, ở đây viết tên của Đàm Phi. Nhưng bây giờ là tôi. Tôi chính là Hùng Thanh Xuân. Hùng Thanh Xuân chính là tôi. Hai trăm nghìn tệ quá nhiều. Tôi không lo ngay được. Anh nói vậy thì không phải là trình độ của anh rồi. Vị trí của anh, tiền lương hàng năm có thể tính ra trong khoảng 400 đến 500 gì đó. Cái đó phải đến cuối năm mới lấy được. 200.000 tệ cũng không phải là toàn bộ lương năm của anh. Có thể bớt không? Được. Nhưng khi anh vừa nói anh đã đi vào bước đường cùng, tôi đã bớt cho anh rồi. Con số lúc đầu của tôi không chỉ là con số này. Có phải cô đã theo dõi tôi mấy ngày rồi không? Rất vất vả đấy. Bắc Kinh quá rộng lớn, tôi toàn bị lạc đường. 200.000 tệ. Được. Nhưng cô phải biết đây là tội đe dọa tống tiền. Tôi phạm tội, anh được lợi. Anh là người thông minh, phải biết tính toán chứ. Phục vụ, tính tiền.
Chị dâu, sao Đàm Phi mãi không kết hôn? Chú ấy muốn kết hôn lắm chứ. Nếu không phải sức khỏe không tốt thì có thể chú ấy đã làm bố lâu rồi. Đàm Phi thích trẻ con lắm. Chú ấy từng có hai cô bạn gái. Một cô là bác sĩ nha khoa, làm răng ấy, từng dẫn về nhà rồi. Một cô gái thành phố trắng trẻo, hút chốc tan vỡ. Cô ấy lấy chồng Tây rồi. Sau đó chú ấy đến Nam Ninh, mở công ty, lại quen một cô. Hai người rất hợp nhau. Đàm Phi còn mua xe. Cô gái đó mua nhà, họ đã định kết hôn rồi. Kết quả Đàm Phi bị bệnh. Cô gái đó chăm sóc chú ấy hơn một năm. Lại thêm năm đó xương giá nhiều quá, kinh doanh đường mía hơi khó. Cả hai đều không trụ nổi nên đã chia tay. Tôi từng gặp cô gái đó, cũng lanh lợi lắm. Chị dâu, chị còn số liên lạc của cô gái đó không? Em muốn gặp cô ấy. Mất liên lạc lâu rồi. Đàm Phi vừa đi, ai còn quen ai nữa. Cô gái đó giỏi lắm. Vừa đọc tin nhắn của anh, chưa ngủ à? Vẫn chưa. Anh đang giày vò tại sao em không trả lời anh. Alo. Chuyện gì vậy? Ông làm phiền em nghỉ ngơi chứ. Nghe giọng hình như em vẫn chưa tỉnh. Tắt múi giờ, chưa ngủ. Chuyện gì vậy? Anh muốn gặp em. Anh gặp chút rắc rối. Anh ở đâu? Anh ở nhà, cạnh công viên Triều Dương. Mở điện thoại, em cho người đến đón anh. Tổng giám đốc La, anh ta đến rồi. Anh ra ngoài đi. Vâng. Nơi này thật sang trọng. Của người khác. Chỗ này yên tĩnh lắm. Thật ngại quá. Anh cũng không ngờ sẽ đến tìm em nhanh như thế. Có chuyện ngoài ý muốn. Anh tưởng mình có thể tự xử lý được. Không ngờ. Anh khách sáo rồi. Giữa chúng ta còn phải giải thích sao? Anh cũng cảm thấy thừa. Nhưng không dài dòng vài câu. Anh sợ em sẽ cảm thấy anh không khách sáo với em. Được, vậy coi như anh đã giải thích xong. Giờ hai ta đừng ai coi ai là người ngoài nữa. Nói đi, có chuyện gì? Thân phận của anh bị lộ rồi. Đây là chuyện sớm hay muộn mà.
Bắc Kinh không phải là Bắc Cực, đông người ắt phức tạp. Anh nói tiếp đi. Đàm Phi này từng có một cô bạn gái. Anh biết có người này, chưa từng gặp. Cũng vì họ đã sớm chia tay nên anh đã không để ý, không đề phòng. Gần đây không biết làm thế nào cô gái này lại nhìn thấy thông tin anh trên mạng giống hệt của Đàm Phi. Cô ta mạo xưng là người đến xin việc để nói chuyện với anh. Sau khi từng bước tìm hiểu xong, cô ta kết luận anh là Đàm Phi giả. Hôm nay cô ta đã xuất hiện. Có chuyện gì? Cô ta mạo xưng là người đến xin việc để nói chuyện với anh. Sau khi từng bước tìm hiểu xong, cô ta kết luận anh là Đàm Phi giả. Hôm nay cô ta đã xuất hiện. Nói đơn giản, muốn tiền. Đồng ý chỉ giải quyết một lần. Vậy thì đưa tiền cho cô ta đi. Cô ta đòi bao nhiêu? 200.000 tệ. Anh thực sự không có nhiều như thế. Vậy thì dễ, 200.000 tệ, đúng không? Để em bảo công ty chuyển tiền vào tài khoản của cô ta. Hay chuyển cho anh trước rồi anh chuyển cho cô ta? Chuyển cho anh trước, anh sẽ chuyển lại cho cô ta. Phải giữ lại lịch sử giao dịch. Anh còn cần giấy bảo đảm của cô ta. Số tài khoản của anh. Anh gửi cho em rồi. Vừa rồi trên đường đi anh đã gõ sẵn rồi. Cảm ơn em, Y Nhân. Nhận được rồi. Hồi học đại học em cũng tiêu không ít tiền của anh. Từng ăn nhờ uống nhờ của anh. Em cũng chưa từng nói cảm ơn. Sao anh rụt rè thế? Em không biết đâu. Nếu không bịt miệng cô ta thì chuyện sau này sẽ không thể tưởng tượng nổi. Mà cố gắng đều đổ xuống sông xuống bể. Qua được cửa này, anh cũng sẽ không bình an vô sự đâu. Bắc Kinh có nhiều bạn học, người quen. Anh biết sẽ gặp họ ở ngóc ngách nào không? Anh muốn thành công, nhưng anh đã từng nghĩ chưa? Anh càng thành công, lý lịch, hình tượng của anh sẽ càng bị công khai. Một nghịch lý bày ra trước mắt anh. Càng thành công thì sẽ càng nguy hiểm. Giống như đắp người tuyết vậy. Dù đẹp đến mấy, trời nóng lên cũng sẽ tan chảy thôi. Anh kiểm tra đi, xem có phải tiền đã chuyển vào tài khoản của anh rồi không? Nhanh vậy ư? Em đề nghị anh nên mau chóng khôi phục thân phận Trịnh Thu Đông. Em đã xin tư vấn rồi. Sau khi ra tù, về lại nơi đăng ký hộ khẩu, thủ tục làm thẻ căn cước không khó. May mà thời gian anh ra vẫn chưa quá lâu. Sao em cứ đả kích anh vậy? Em cảm thấy chúng ta giống như... người thân. Giống như người thân. Sao em có thể đả kích anh chứ? Một duyên phận không nói rõ được. Đã khiến chúng ta gắn kết với nhau 8 năm. Có lúc em nghĩ rất nhiều. Nói thế này đi. Nếu sau này sự nghiệp của anh thành công, công ty muốn lên thị trường, thân phận giả nhất định sẽ khiến anh thảm bại. Nhưng lý lịch ngồi tù sẽ không cản trở anh. Ba trăm nghìn tệ ư? Anh cứ dùng trước đi. Dù sao bên em cũng thuận tiện. Thu Đông. Không sao. Không nói nữa. Không nói nữa. Để em tiễn anh. Đợi đã. Tình nghĩa này là niềm tự hào của anh. Nhưng anh vẫn muốn giải thích một chút. Tuyệt đối không phải vì khách sáo đâu. Y Nhân, chúng ta từng gặp nhau 2 lần. 2 lần em đều nói với anh về chuyện thân phận. Trong chuyện này, ngay từ đầu, anh cũng không ngờ em lại nói nhiều đến thế. Anh cũng không sợ làm như vậy. Vì anh không làm chuyện xấu lừa gạt ai.
Anh chỉ muốn tránh một vài phiền phức, mong thuận tiện hơn. Những điều em vừa nhắc, sau này anh cũng sẽ cẩn thận tránh xa. Anh hy vọng em sẽ có lòng tin với anh. Anh sẽ dùng cách riêng của mình lấy lại tất cả những gì đã mất. Tất cả ư? Đó là chuyện không thể rồi. Vậy thì trừ những thứ không thể ra, khi nào anh mới có thể muốn làm một người bình thường? Anh luôn không muốn, nhưng đến giờ vẫn luôn là vậy. Thực ra lúc mới quen anh, em không thấy anh có dã tâm gì đó. Vậy sao? Chính vì như thế nên anh đã để mất quá nhiều. Cho nên anh không muốn sống như vậy nữa. Đi thôi. Em tiện anh. Đừng cứng đầu như thế. Mất mát quá nhiều không phải vì anh có dã tâm, mà là vì anh không trân trọng. Đi thôi. Sau này tôi không muốn gặp lại em nữa. Cút về đi, cút càng xa càng tốt. Lại nhân là cái thá gì cô có biết không? Một kẻ đê hèn nhảy qua nhảy lại giữa hai người đàn ông chỉ mang đến niềm vui của bản thân. Sau này cần giúp gì anh cứ nói. Đúng thế. Doanh số của truyền thông Trung Bảo khá tốt, nhưng cũng cần phải lựa chọn, không thể hợp tác toàn diện được. Như Lai Y Nhân ấy, cô ta thích thể loại văn học nghệ thuật, nên cô ta nghiên cứu rất sâu về tranh ảnh, sách vở. Các cậu phải phân tích tỉ mỉ con người này. Hay như Nhạc Như Ý, không phải ông ta thích bóng đá sao? Chắc chắn ông ta sẽ biết đủ kẽ hở để mua một câu lạc bộ bóng đá. Chơi mà. Loại bà chủ như Lai Nhân, Sơ Yến Tử, họ đều có điểm chung. Điểm chung gì à? Lập dị. Vào đi. Tổng giám đốc Tống, kết quả chỉnh sửa hệ thống bình luận trên mạng. Mời anh ký vào đây.
Cô qua đây một lát. Mời quý khách nhập mật khẩu rồi nhấn xác nhận. Số dư trong tài khoản của quý khách 203.000 tệ. Mượn nữa. Cô quá lưu manh rồi đấy. Ai cho cô mượn tiền chứ? Cô định giở trò à? Tôi cũng chỉ có thể ghi làm mượn thôi. Tiền đã vào tài khoản rồi. Anh mà báo cảnh sát thì tôi chết chắc. Viết mượn tuyệt đối không được. Lần sau cô lại giở trò thì tôi phải làm thế nào? Vậy cũng không thể viết là dùng tiền bịt miệng được. Anh tố cáo tôi cũng tiêu đời. Lúc trước chúng ta đã nói rõ rồi. Không có. Chỉ ít là không nói rõ hoàn toàn. Tôi cảm thấy viết mượn là thích hợp nhất. Sau này tôi còn có thể trả tiền lại cho anh. Trả ư? Cô sao? Cô cũng quá tự mãn đấy. Anh đừng coi thường người khác thế chứ. Đàm Phi, gọi anh như thế cũng thấy ngại quá. Anh phải biết, tờ giấy đảm bảo mà anh muốn là phải được viết ở nơi có bộ ngành liên quan mới có giá trị. Chúng ta lén lút viết ở đây, viết gì cũng không tính. Nếu không thì tôi viết ba chữ "hư tống tiền" ở trên này, vậy có được không? Chuyện đã xong rồi, anh có thể yên tâm. Sau này cho dù tôi có nghèo rớt mồng tơi, tôi cũng sẽ không đến quấy rầy anh. Tôi cũng là người có đạo đức. Không biết liêm sỉ. Gặp phải tôi, anh thấy buồn nôn lắm sao? Không phải là buồn nôn nhất. Còn có buồn nôn hơn sao? Có. Ăn cơm đối diện với cô. Anh được đấy. Anh đã nhớ tên tôi chưa? Tên và số tài khoản của cô, tôi sẽ vĩnh viễn không quên. Nhất định anh sẽ thành công. Thật đấy. Tôi nhìn người chuẩn nhất. Tôi tin trên thế giới này, cô là người mong tôi thành công nhất. Vì tôi càng thành công, cô càng có thể giở trò đòi tôi nhiều tiền hơn. Không phải, anh đã nói xong chưa thế? Tôi đã nói với anh rồi. Đây là lần cuối cùng. Lần cuối cùng, rốt cuộc anh có hiểu lời tôi nói không thế? Cô đừng có làm nhảm cái từ đó với tôi được không, Hùng Thanh Xuân? Tôi nói cho cô biết, nếu cô có giới hạn thì cầm tiền rồi cút đi, biến cho khuất mắt tôi. Nếu cô không có giới hạn, tôi sẽ theo cô đến cùng. Lời cô vừa nói, tôi đã ghi âm lại rồi. Chúng ta sẽ cùng chết với nhau. Tôi thảm đến cùng cũng là không còn mặt mũi làm ăn ở khu trung tâm thương mại này nữa. Nhưng cô sẽ phải ngồi tù đấy. Chuyến bay của tôi lúc 3 giờ chiều. Đến Quảng Tây tôi sẽ báo tin bình an cho anh. Thật đúng là kẻ vô liêm sỉ không lo nghĩ. Phục vụ, lấy cho tôi đôi đũa. Nào, ăn nhiều một chút. Người này là Bạch Lực Cần, là bạn trai của La Y Nhân 5 năm trước. Trọng điểm là người tên Đàm Phi này. Từ manh mối của Bạch Lực Cần, điều tra ra được người này tên là Trịnh Thu Đông, là em học khóa dưới thời đại học của Bạch Lực Cần. Trong hệ thống đăng ký công thương Hải Điện, tra ra được anh ta từng đăng ký mở một công ty giới thiệu việc làm vào tháng 12 năm 2007. Tôi đã liên lạc với Trương Ba, bạn học cùng lớp đại học của Trịnh Thu Đông. Theo lời Trương Ba nói, trước khi La Y Nhân yêu Bạch Lực Cần, bạn trai của cô ta chính là Trịnh Thu Đông này. Loạn thật đấy. Sao cậu ta lại làm giả thân phận? Đàm Phi và cậu ta có quan hệ gì? Chưa có kết quả, đang điều tra. Không hề có logic. Hơn nữa, điều kỳ lạ là tại sao anh ta lại tạo một thân phận ở Quảng Tây chứ? Giám đốc Tôn, Đàm Phi trong tài liệu của chị,
Ngoài ảnh khác ra, tất cả đều giống với Đàm Phi trước kia làm ở công ty liên kết khoa học kỹ thuật của chúng tôi. Cái gì? Trước bữa trưa, tôi đã nhờ bên tư vấn Nam Ninh hợp sức tìm hiểu tình hình của Đàm Phi. Đây là trả lời. Giám đốc Tôn, Đàm Phi trong tài liệu của chị, ngoài ảnh khác ra, tất cả đều giống với Đàm Phi trước kia làm ở công ty liên kết khoa học kỹ thuật của chúng tôi. Tuổi tác, quê quán, ngày sinh đều giống nhau. Theo tài liệu, họ học cùng lớp đại học. Đây là điều không thể. Bởi vì Đàm Phi của chúng tôi đã qua đời, được mai táng ở quê nhà Lâm Quế. Nếu cần, tôi có thể cho người đến mộ của anh ta chụp ảnh lấy chứng cứ. Giờ theo gen, có thể kết luận Đàm Phi bên chị là kẻ giả mạo. Tại sao? Tôi không biết. Mạo danh người khác. Vui lắm sao? Chúng tôi đã đặt rất nhiều giả thiết đều không thể khiến người khác tin phục. Cái gì? Lập tức gửi đoạn phim đó đến hòm thư của tôi. Được rồi. Chủ tịch Mạnh, trước đây người này từng ngồi tù nữa. Tổ ta cần được tìm hiểu rõ ràng. Đi ở nơi thế này, người tôi luôn nổi da gà. Đây là phòng quản lý nhà tù ở nơi này, một tòa nhà cũ bị bỏ hoang. Phải rồi, trên tường có dán rất nhiều tờ rơi, còn có thể nhìn thấy những thứ trong quá khứ. Một lát là chúng ta có thể nhìn thấy chuyện cô bảo tôi điều tra. Trịnh Thu Đông, tiểu đội 2, phân đội 1, khu giam 3. Thế nào giám đốc Tôn, tôi cũng cử đấy chứ. Về phương diện đi nghe ngóng mấy tin tức kiểu thế này, tôi đây rất có năng khiếu đấy. Phải rồi, người này ở trong tù còn thi được mấy chứng chỉ nữa. Cô xem, trên báo đã đăng vào tù năm 2009, ra tù năm 2013, được ân xá 1 năm. Giám đốc Tôn, cô cảm ơn tôi thế nào đây? Tháng sau tôi về Bắc Kinh, cô đừng quên nhé. Cái gì mà loạn thế này? Đáng ghét. Giải quyết thế nào đây? Câu này ở đâu? Một bạn hàng ở Nam Ninh thích moi móc những chuyện kiểu như chuyện đời tư của người khác. Hỏi cậu ta xem Đàm Phi vào tù vì tội gì? Đàm Phi này giải quyết thế nào đây? Nếu có tiền án thì tiền án cái gì chứ? Chứng cứ rõ ràng rồi thì bảo cậu ta cút đi. Anh làm ở phòng nhân sự của Tam Cốc. Đáng tiếc. Nói thẳng ra, chính là phó trưởng phòng ở phòng nhân sự của doanh nghiệp. Có thể phát triển được đến đâu? Bên tôi mới là mô hình nhân sự thật sự. Tôi muốn một mình gây dựng tổ chức bồi dưỡng này. Đổi mới thị trường giống Tân Đông Phương. Anh cũng có thể có cổ phần, trở thành cổ đông. Nói chuyện với anh, tôi không cần cấp dưới. Là chủ tịch, tôi nói chuyện trực tiếp với anh. Còn nữa, việc bồi dưỡng lễ nghi bên chúng tôi thu hút được những ai? Anh biết không? Tiếp viên hàng không, người mẫu, người dẫn chương trình, diễn viên, người đẹp như hoa. Anh nghĩ xem, môi trường làm việc hoàn hảo như thế, đòi hỏi khắt khe thế nào? Cảm ơn lớp trưởng. Sơn Cốc đối với tôi rất tốt. Tôi cũng nguyện trung thành với Sơn Cốc. Chỗ anh có cổ phần, có gái đẹp, đều là điều kiện của những người ưu tú. Tôi chỉ có thể nói lần này rất đáng tiếc, duyên phận của chúng ta chưa đến. Phán đoán lợi hại đừng nhanh như thế. Tất cả các điều kiện đều phải suy nghĩ kỹ càng. Tôi không có nhiều điều kiện như thế, nhưng tôi có một nguyên tắc. Ai trước ai sau. Sơn Cốc trước, tôi không thể không có nguyên tắc ngả theo cái lợi. Vậy được. Tôi chúc anh mở rộng tiền đồ ở Sơn Cốc. Cảm ơn anh. Trịnh Thu Đông chính là Đàm Phi đấy. Năm 2009, vì tổ chức tuyên truyền đa cấp bị kết án 5 năm 6 tháng tù. Vì biểu hiện trong tù đặc biệt tốt, 2 lần được giảm án. Năm 2013 ra tù. Trước kia anh ta từng kinh doanh Đông Trùng Hạ Thảo, sau đó mở công ty giới thiệu việc làm. Rất giỏi về diễn thuyết cổ động, khá có tiếng trong lĩnh vực này. Còn nữa, Đàm Phi từng giúp Tổng Giám Đốc Cúc, đúng là Đàm Phi đã qua đời kia. Lạ thật, sao không có mồ hôi nhỉ? Anh cứ yên tâm để tôi lên kế hoạch cho tương lai của anh.
đại khái 3 năm một giai đoạn. Tôi sẽ lên kế hoạch giúp anh. Giữa mấy tòa nhà cao ốc này có một con đường bí mật có thể lên tới trời xanh ngắm trăng. Tôi biết lối vào con đường. Từng bước lên cao, thu nhập ùn ùn. Tin tôi đi. Thực ra làm lớn quá cũng chẳng có gì tốt. Anh nói gì vậy? Phép tắc sinh tồn. Anh nhớ nhé. Vị trí lúc nào cũng là càng cao càng tốt. Hùng Thanh Xuân, hai tin nhắn mới. Đàm Phi, tôi đã đến Nam Ninh. Hùng Thanh Xuân. Phụ nữ à? Cần đi thì đi, đừng để lỡ việc. Không có. Làm lớn quá thì một số khuyết điểm nhỏ của mình sẽ bị phóng đại. Bị phóng đại thì sẽ bị người ta nắm chặt không buông, nói này nói nọ. Nắm chặt thì làm được gì? Hơn nữa, anh có yếu điểm gì mà sợ bị người khác nắm thóp? Không nhìn ra được. Tật nhỏ ai chẳng có. Đừng phóng đại nó quá là được. Có hẹn thì anh cứ đi đi, không cần lo cho tôi. Thật sự không có. Có những chuyện bị nắm thóp còn có thể tiếp tục. Nhưng có những chuyện một khi bị nắm thóp thì tất cả sẽ thành con số 0. Phải làm lại từ đầu. Gặp phải rắc rối gì sao? Không khó. Giác quan thứ 6 mách bảo hình như sắp xảy ra chuyện gì đó. Có lúc tôi luôn có những lo lắng vô cớ. Anh không có bạn. Không có tiền thì ra ngân hàng. Bị bệnh thì đi khám. Tại sao phải cần có bạn? Anh sao thế? Nói vậy tiêu cực quá. Nhất định anh đã gặp phải chuyện gì đó. Muốn tìm người nói chuyện nhưng anh vẫn chưa đủ tin tưởng tôi. Anh vẫn luôn do dự có nói được hay không. Thật sự không có. Tôi chỉ lo lắng vớ vẩn thôi. Không sao đâu, ngủ một giấc là ổn. Anh nhớ, Sơn Cốc hiện giờ là vị trí tốt nhất của anh. Nếu nó phát triển ở thị trường Mỹ, chỉ cần anh giữ được vị trí này, sau này vàng cũng không đổi được. Tôi sẽ giữ. Tôi đã thích công việc này rồi. Hùng Thanh Xuân, sao không kết bạn WeChat với tôi? Thật vô sỉ. Chuyện gì vậy? Tin nhắn rác thôi. Hòm thư Quy Quy. Hùng Thanh Xuân, tin nhắn thoại. Đàm Phi, trong mắt anh tôi là một nữ ma đầu sát tinh. Không trả lời tin nhắn, không kết bạn WeChat. Anh sợ một ngày nào đó trong tương lai, khi Hùng Thanh Xuân đó muốn trả lại tiền cho anh thì không tìm được anh sao? Tôi nghĩ kỹ rồi. Số tiền này coi như tôi mượn của anh, sau này tôi nhất định sẽ trả lại. Tôi có việc gấp cần dùng tiền nên mới phải mạo hiểm. Xin lỗi anh. Đột nhiên tôi phát hiện ra anh hiền lành như thế. Mau thêm số WeChat và QQ của tôi vào.
Anh Đàm. Giám đốc Tôn bảo anh đến thẳng phòng của Tổng Giám đốc Tống. Tổng Giám đốc Tống ư? Là Tổng Giám đốc Tống sao? Vâng. Đây là giấy cam kết của cậu. Cậu từng cam kết sẽ trung thành với công ty. Cậu có làm được không? Tổng Giám đốc Tống, chỉ cần là tôi đã cam kết thì tôi sẽ làm được. Bảo mật có thể làm giả. Lời nói dối thay bằng lời cam kết. Làm người như thế, cậu có hài lòng không? Tổng Giám đốc Tống, nếu tôi có chỗ nào không đúng, cậu đã nói dối. Lời nói dối tày trời. Cậu đã phụ sự tín nhiệm của tập đoàn với cậu. Tôi đã làm sai một vài chuyện. Đó là quá khứ. Từ khi tôi vào công ty, tôi chưa từng làm chuyện gì có lỗi với công ty. Cậu là đồ lừa đảo. Thừa nhận không? Câu này là ý gì? Cho mèo vờn chuột vui thế sao? Trịnh Tu Đông. Phòng điều tra của Sơn Cốc không phải để trang trí. Đây là tài liệu nhà tù Quảng Tây cung cấp. Khi cậu làm đa cấp, một nữ đồng nghiệp họ Tô đã cung cấp. Còn nữa, bạn học của Đàm Phi, vợ chưa cưới của Đàm Phi đã cung cấp cho chúng tôi. Vợ chưa cưới của anh ta là một kẻ lừa đảo, là một kẻ tống tiền. Đến giờ tôi không cần nói thêm gì nữa. Việc cậu cần làm bây giờ chính là về phòng thu dọn. Được. Tôi sẽ về phòng thu dọn. Nhưng Tổng Giám đốc Tống, tôi muốn giải thích một chút. Tất cả lỗi lầm của tôi đều là phạm phải trước khi bước chân vào Sơn Cốc. Sau khi đến đây, tôi không hề có sơ suất nào. Tôi biết là giấy không mọc được lửa. Sớm muộn gì cũng có ngày tôi bị lộ. Nhưng tôi luôn mong muốn ngày đó có thể muộn một chút. Tôi muốn làm thêm một chút chuyện cho công ty. Muốn để đồng nghiệp thấy được năng lực và sự cống hiến của tôi. Có thể tha thứ cho lỗi lầm của tôi. Tôi yêu Sơn Cốc. Dù tôi đến đây chưa lâu, nhưng tôi cũng có cảm giác thuộc về nó. Cậu nhìn nhầm chúng tôi rồi. Đúng thế. Cống hiến rất quan trọng đối với chúng tôi. Nhưng mãi mãi không thể so sánh được với phẩm chất đạo đức. Yêu cầu của tôi về phẩm chất đạo đức rất cao. Giấu giếm quá khứ không sáng sủa của mình chính là để bảo vệ phẩm chất đạo đức của tôi. Tôi đã làm những chuyện sai đó thật sự là vì sự hoàn mỹ. Chuyện đa cấp giải thích thế nào? Đó là phạm tội. Lỗi lầm từ đầu đến cuối, tôi không thành minh. Sao giờ cậu không nói đến phẩm chất đạo đức hoàn mỹ? Chuyện đó ngay từ đầu tôi không ý thức được là mình đang phạm tội. Đợi khi biết được thì đã không dừng lại được nữa. Tại sao không dừng lại được nữa? Vì một mối tình. Vì cần dùng tiền. Tôi đoán là như vậy. Vì một mối tình. Giờ nhìn cậu, rồi nhìn cô ta, cậu không thấy là mình rất ngốc sao? Tên của cậu sắp bị ghi vào danh sách đen của phòng nhân sự. Đây là cái giá của cậu. Hơn nữa tôi còn nói cho cậu biết, sau này nhất định cậu sẽ càng khó khăn.
Thu dọn đi. Tự lo liệu cho mình nhé. Anh không sao chứ? Tôi vẫn ổn. Ôi nhanh lên đi, may mà chủ tịch Mạnh đang đi vệ sinh. Nếu không sẽ phiền phức lớn đấy, mau in ra đi. Chủ tịch, tôi bị đuổi việc rồi. Tôi có lỗi với sự tín nhiệm của ngài. Cậu đi nhé. Con đường sau này còn rất dài. Ngài nghe tôi nói mấy câu được không? Tôi giả mạo thân phận của Đàm Phi là sai. Tôi che giấu lý lịch của mình cũng là sai. Nhưng xin chủ tịch hãy tin tôi. Tôi chỉ muốn làm một người có lý lịch trong sạch. Tất cả những điều này đối với người khác thì rất dễ. Nhưng đối với tôi đã không còn cơ hội nữa. Đây là lựa chọn bất đắc dĩ của tôi. Chủ tịch, thân phận của tôi là giả, lý lịch của tôi cũng là giả, nhưng tâm huyết mà tôi bỏ ra đều là thật. Chủ tịch, đây là bản tính phụ cấp cương vị tôi đã thức cả đêm để sửa. Còn nữa, ngài xem, bộ vest, áo sơ mi của tôi đều được làm phẳng từ tối hôm trước. Tôi thật sự muốn dành những gì tốt nhất của bản thân cho công ty. Tôi biết tất cả những điều này thật không dễ dàng gì, nhưng xin ngài cho tôi một cơ hội. Chủ tịch, khoan đã. Cậu làm tốt mấy cũng không thể thay đổi được quyết định của công ty. Ai dám giữ lại người dám mặt đối mặt lừa gạt chủ tịch? Lịch sử của công ty này rất vinh quang, cậu đã vấy bẩn nó. Sao việc gì cậu cũng dám làm vậy, còn đuổi đến tận nhà vệ sinh? Chủ tịch, tôi có thể đi. Xin ngài rộng lượng một lần. Đừng đưa tên tôi vào danh sách đen của nguồn nhân lực. Ngài coi như phóng sinh cho một con vật nhỏ bé đáng thương đi. Vô liêm sỉ. Cậu muốn tôi và cậu cùng xuống địa ngục sao? Lại còn đưa ra yêu cầu như thế. Tôi đã hết niềm tin vào nhân phẩm của cậu rồi. Chúng tôi có trách nhiệm cho tất cả mọi người biết cậu là người thế nào.
Sao có thể chứ? Em bịa chuyện chứ gì? Anh còn muốn xuống dưới nghe chứ? Không tin thì xuống đi. Chuyện xảy ra bên cạnh em là người thật việc thật. Nghe như chuyện tào lao ấy nhỉ? Thật không biết nghĩ thế nào nữa. Là một thân phận giả để trà trộn vào công ty. Sếp lớn của chúng em tức điên lên rồi. Người em nói nhất định là đầu óc có vấn đề rồi. Cũng không phải. Con người anh ta rất thông minh, cũng có tố chất, không nhận ra là người từng vào tù. Không nói những chuyện này nữa, mở thêm chai nữa đi. Anh được đấy, thật không vậy? Uống nhiều rồi, em ở đây, đừng đi nữa. Mà em còn phải đi làm. Người có thân phận giả đó đi rồi, chắc chắn em sẽ rất nhiều việc. Nhà anh được sửa chữa lại không tồi đâu. Cũng được thôi. Anh quên mang chìa khóa rồi, đợi anh một lát. Giám đốc Tôn. Đàm Phi, anh muốn làm gì? Tôi không phải là Đàm Phi. Tôi là Trịnh Thu Đông, cô biết mà. Đừng căng thẳng. Tất cả những chuyện xảy ra vào ban ngày không liên quan đến cô. Đã qua rồi. Tôi không oán trách bất cứ ai. Tôi nên tự nhận lấy hậu quả. Tôi chỉ hỏi cô một câu. Anh hỏi đi. Chuyện của tôi nghi ngờ bắt đầu từ đâu? Chuyện này đến giờ anh vẫn không biết sao? Đương nhiên tôi biết. Tôi chỉ muốn chứng thực lại từ cô thôi. Gần đây anh tiếp xúc với người phụ nữ nào? Trong lòng anh biết rõ. Quả nhiên chính là cô ta. Ai lái? Anh lái. Anh biết đi đường không? Nam Ninh, Quảng Tây. Trung tâm giới thiệu việc làm Thanh Xuân. Nhân viên thu phí đỗ xe không có yêu cầu về học lực, lương tháng 2.000 tệ. Nộp trước 50 tệ phải không? Đúng. Mời ăn gà, mời ăn gà. Anh bạn, đóng cửa rồi. Một giữa chiều làm việc, chỗ chúng tôi thực hiện đúng thời gian làm việc và nghỉ ngơi của nhân viên văn phòng ở điều 36, điều 27 trong luật lao động. Đây là đoạn ghi âm điện thoại mà cô giở trò với tôi. 200.000 tệ, nhật ký chuyển tiền ngân hàng. Cô tự thú hay để tôi báo cảnh sát? Không phải chúng ta đã nói rõ rồi sao? Nói rõ rồi sao? Nói rõ rồi mà cô vẫn đến công ty tôi tố giác tôi.
Gì chứ? Ai tố giác ai chứ? Đừng diễn kịch với tôi, đừng giả vờ với tôi. Cô vừa lấy tiền bỏ đi, tôi liền bị công ty sa thải. Không phải cô thì là ai? Tôi tố giác anh ư? Tôi phải làm vậy sao? Anh vì chuyện này mà chạy từ Bắc Kinh đến đây tìm tôi tính sổ sao? Đầu óc anh ngấm nước à? Tôi tố giác anh thì tôi được lợi gì? Đương nhiên là vì tiền. Ăn xong nguyên cáo thì ăn cả bị cáo đúng không? Tôi thề tôi chưa từng nghĩ đến việc kiếm tiền của Sơn Cốc nữa. Tôi cũng là người có đạo đức, được chứ? Cô... Làm gì vậy? Không phải... Cô dám đối mặt dở trò với một người vừa ra tù. Còn loại tiền gì mà cô không dám kiếm chứ? Tôi... Nếu tôi biết anh từng ngồi tù, đừng nói là dở trò với anh. Nói chuyện với anh, tôi cũng không dám. Làm nghề này bao lâu rồi? 4 năm. Tháng đầu tiên ở đây. Người ở đâu? Không biết. Tôi thật sự không biết. Rất nhiều khách không tin. Hồi nhỏ, tôi đi theo một đứa trẻ lớn hơn mình vài tuổi, đi nằm xe hàng kiếm cơm. Chuyện cũ hơn thì tôi không nhớ. Giờ đứa trẻ dẫn anh đi lúc đó làm gì rồi? Tàu hỏa chạy qua đường hầm, tông chết rồi. Anh có thẻ căn cước không? Không có. Đến tên tôi cũng không có. Tên này của tôi là do tôi tự đặt. Không thích thì lại đổi tên. Không có thẻ căn cước thì không có bạn. Không ai tin một người không có thẻ căn cước. Tôi từng bị người ta coi là tù nhân bỏ trốn. Bị lôi đến đồn công an. Đối chiếu với ảnh truy nã. Bị đối chiếu rất nhiều lần. Tôi cũng từng nhặt được thẻ căn cước. Lúc nhiều nhất có đến 10 mấy cái. Đều là bọn trộm vứt đi. Tôi cũng từng dùng. Lúc bị bắt còn thảm hơn. Vì người ta coi là kẻ trộm. Không có thẻ căn cước thì không có thẻ căn cước. Không được coi là người. Giống như không có bố mẹ. Không có bạn bè. Không có bạn gái. Điều tôi sợ nhất là gặp người biết mình. Sợ họ tránh tôi. Thế là tôi tránh họ. Mấy năm nay, trốn tránh người quen đã thành trốn như trốn bệnh rồi. Lúc nói chuyện với người quen, không cần người khác nghi ngờ. Bản thân tôi cũng không tin vào chính mình. Thực ra, người không có thân phận, nói thật cũng như nói nhảm. Dù sao cũng không có ai tin. Anh này, anh lạnh sao? Tôi mua quần áo, giày cho anh đây. Anh từng làm nhân sự lại, từng làm môi giới việc làm. Thôi, bỏ đi. Nói đi. Đừng ăn nói nửa chừng như ma quỷ thế. Nếu anh thật sự đi vào đường cùng, thì đến làm cùng tôi, làm việc cho tôi. Dù sao anh cũng dành nghiệp vụ. Tôi làm thuê cho cô sao? Cô coi tôi là đàm phi thật sao? Thạc sĩ quản trị kinh doanh của Đại học Bắc Kinh. Tôi nói vậy có chút quá đáng rồi, tôi xin lỗi. Thạc sĩ quản trị kinh doanh thì sao? Tôi là thạc sĩ quản trị kinh doanh thì liên quan gì đến cô? Tôi nói cho cô biết, cô đừng có mắc kiểu như thế. Giờ lòng tôi đang nhỏ máu đấy. Vậy anh coi như tôi chưa nói gì. Đi thôi, tôi mời anh ăn một bữa tử tế, tiễn anh lên đường. Không được cười. Thay đồ đi. Tôi đợi anh ở bên ngoài. Đồ lừa đảo. Sao cô không ăn? Tôi đợi một lát.
Anh vào tù lúc nào? 4 năm trước. Ra nửa năm rồi. Khiếp rồi hả? Đâu có. Ngược lại, anh ngồi cho vững đi. Kẻo câu tiếp theo của tôi có thể khiến anh nhảy bắn lên trần nhà đấy. Dọa tôi sao? Câu gì? Cô cũng từng vào tù sao? Tôi là con gái nhà lành đấy. Nhà lành ư? Cô nghĩ từ nào cũng đáng dùng sao? Nói đi. Xem tôi có thể nhảy bắn lên trần nhà không? Thực ra... tôi không phải là bạn gái của Đàm Phi. Tôi cũng chưa từng gặp anh ta. Nhắc lại, chưa nghe rõ. Cô nhắc lại lần nữa xem. Tôi nói... tôi không phải là bạn gái của Đàm Phi. Tôi cũng chưa từng gặp anh ta. Chào anh. Anh có cần giúp gì không? Không cần đâu. Tôi xin lỗi. Tôi biết. Tôi làm có chút quá đáng. Anh bỏ dao xuống trước đi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Giờ tôi chính thức xin lỗi anh. Mong anh tha thứ cho tôi. Cô là đồ khốn. 2 tháng sau khi Đàm Phi chết, người nhà muốn xử lý xe của anh ta. Chính là chiếc xe này, rẻ lắm, tôi liền mua lại. Sau đó tôi đã sao chép thông tin của 100 mấy chục nghìn người ở kho dữ liệu như một hacker nửa mùa. Sao chép gì chứ? Không phải là mua thông tin cá nhân do người khác ăn cắp sao? Đó gọi là phi tang. Bây giờ toàn thế mà. Đừng vòng vo với tôi nữa. Cô cho tôi biết chuyện của Đàm Phi đi. Anh nói chuyện tử tế được không? Ở đây được không? Dù sao xe cũng mua rồi, cũng sang tên rồi. Dần dần tôi cũng sẽ quên cái tên Đàm Phi này đi. Khoảng 2 tháng trước, tôi mò mẫm trên mạng thì thấy cái tên Đàm Phi trên trang web nguồn nhân lực. Tôi còn tưởng là trùng tên. Anh ta cũng chết rồi mà. Tôi nhấn đại vào xem, tôi đã nhìn thấy anh. Nhấn vào đường link tiếp thì đến tập đoàn Sơn Cốc. Sau đó thì tôi đọc được thông tin của anh. Vừa nhìn là tôi đã... đã muốn tống tiền. Không có. Không phải tôi đã nói rồi sao? Chuyện đó là ý nghĩ chợt nảy ra khi tôi ở Bắc Kinh. Giấy nợ nằm trong túi anh rồi. Sau này không được gọi là tống tiền. Cô và Đàm Phi có một chiếc xe cũ làm cầu nối. Còn phát sinh sau khi anh ta đã chết. Cô dám mạo danh là bạn gái của anh ta. Cô to gan thật đấy. Thực ra tôi đã chuẩn bị từ trước. Sơ suất duy nhất chính là không hay biết gì về anh. Anh xem, tôi có thể giả mạo làm bạn gái của Đàm Phi. Thế người giả mạo Đàm Phi là ai? Động cơ giả mạo của anh ta là gì? Rốt cuộc anh ta có quen bạn gái của Đàm Phi không? Những điều này tôi thực sự không rõ lắm.
Lúc đầu cô gặp được tôi, cô nói chuyện thực ra cũng chỉ mang tính thăm dò. Tất cả đều là đoán mò. Nói chuyện xong cô mới kết luận. Về cơ bản là vậy. Sau khi chắc chắn 100% anh chính là Đàm Phi giả, tôi liền tin rằng mình đã nắm được điểm yếu của anh. Nhưng tôi không thể nói ra, chỉ có thể nhẫn nhịn. Thực ra trước khi tôi mạo hiểm, tôi còn tung đồng xu. Mặt phải là tôi có thể làm. Can đảm. Can đảm trong từ anh hùng can đảm. Vốn dĩ tôi muốn làm người can đảm như thế. Tiếc là thất bại rồi. Sau này anh quay về Bắc Kinh thì sẽ không ít phiền phức. Còn phải quay lại thân phận ban đầu của mình, bắt đầu từ con số 0. Không phải số 0, mà là số âm. Ngu xuẩn, khôn lanh, lại thêm tự ti mù quáng. Vâng. Tôi sai rồi. Tôi không nên mạo hiểm. Coi như bản thân chưa được ân xá, vừa mới ra tù, bắt đầu lại một lần nữa cũng không phải là chuyện gì xấu. Những điều này tôi đều không quan tâm, sư phụ, nhưng tôi không hiểu. Người như tôi thì ai tin chứ? Sao tôi có thể diện mà sống? Bên ngoài có tiến sĩ du học về, tâm trạng bình ổn rất quan trọng. Cậu quá coi trọng lý lịch rồi. Đây là điểm ngu xuẩn của cậu. Tạo thân phận giả đi lừa người khác. Trình độ cao thì lừa được lâu hơn một chút. Trình độ thấp thì lừa được ngắn hơn. Bị lộ chỉ là chuyện sớm hay muộn. Đây chính là sự khôn lanh của cậu. Nói đến việc cậu tự ti mù quáng. Cậu căn bản không thấy rõ ưu thế của bản thân. Cậu có tư duy nhanh nhạy, có logic, có trật tự. Làm việc luôn cẩn trọng, chu toàn. Kết giao với người khác đều rất chân thành, giản dị. Thời gian ngồi tù 5 năm 6 tháng, nhờ sự nỗ lực của bản thân, cậu có thể giảm thành 4 năm. Đây là điều người bình thường có thể làm được sao? Cậu là nhân tài xuất chúng. Bao nhiêu năm mới có một người? Sư phụ, anh khen tôi như thế, tôi thật sự chẳng còn mặt mũi nào gặp người khác. Có bản lĩnh đương nhiên sẽ có người dùng cậu. Không có bản lĩnh thì dù cậu có thành con chó điên, cũng chỉ biết nhảy tường mà thôi. Có ích gì chứ? Thời xưa có một người tài ở trong núi sâu. Hoàng đế có chuyện gấp, đã phải đích thân vào núi sâu thỉnh giáo. Người đó tên là gì? Là người trên núi Bạch Vân, được viết rất nhiều trong sách. Đúng đúng, tên là gì nhỉ? Là người triều Nam Bắc, Đào Hoàng Cảnh. Đúng. Cậu biết giờ người biết Đào Hoàng Cảnh, biết người trên núi Bạch Vân được mấy người không? Nhưng cậu biết. Cậu biết cậu mạnh hơn người khác. Nhưng cậu có được sự bình tĩnh như Đào Hoàng Cảnh không? Có được sự bình tĩnh của người ấy, cậu đâu cần phải buồn khi không có Lương Vũ Đế. Nhưng tôi không có tài như Đào Hoàng Cảnh. Tôi biết những điều anh nói với tôi đều là đạo lý. Cảm ơn sư phụ chỉ bảo. Đời này tôi không có tài cán gì. Chỉ là giao tiếp với nhiều người, đủ mọi tầng lớp, ở khắp mọi miền. Người mạnh hơn cậu không được mấy phần trăm đâu. Thật sao? Thật. Chú ý thời gian. Sư phụ, sự giúp đỡ của anh đối với tôi quỳ xuống cảm tạ cũng không hết. Lần này anh lại giúp tôi nhớ được 8 chữ: ngu xuẩn, khôn lanh, tự ti, mù quáng. Đừng quên mấy phần trăm tôi vừa mới nói là quan trọng nhất. Tặng cậu một câu đối. Về trên là ngu xuẩn, khôn lanh, tự ti, mù quáng. Về dưới là phấn đấu, trí tuệ, luôn luôn chân thành, hoành phi, tự khích lệ mình. Tôi nhất định sẽ ghi nhớ. Expected departure time will be 12.
Mau đi làm thủ tục đi. Còn 3 phút nữa thôi. Sao thế? Tôi đã bị lên danh sách đen của Sơn Cốc rồi. Còn cả tiếng Anh và tiếng Nhật nữa. Thế thì anh không thể làm tiếp nghề này rồi. Tại sao không có ai gọi điện cho anh? Điện thoại gọi nổ tung cả máy, tôi tắt đi rồi. Tôi không vào được hệ thống này sao? Người ngoài không vào được. Có lẽ là hệ thống vẫn chưa kịp xóa tài khoản của tôi. Sau này anh đừng dùng thẻ căn cước của Đàm Phi nữa. Về Bắc Kinh, việc quan trọng cần làm là kích hoạt hộ khẩu của Trịnh Thu Đông. Có thân phận của mình rồi, có nhục thì nhục một chút, dù sao cũng là chính mình. Cưng à, theo như tỷ giá hối đoái hiện nay, đổi sang đồng bảng Anh là tiết kiệm nhất. Em xem mà làm đi. Có 2 mẫu váy, anh gửi vào hòm thư của em rồi. Em có thích không thì mau trả lời anh. 2 ngày nay sao không có ai nghe điện thoại ở cửa hàng vậy? Em bận gì thế? Đừng để mệt, chú ý giữ gìn sức khỏe. Đừng lo chuyện tiền, có em ở đây, anh sẽ có cơm ăn. 2 ngày nay không phải thời tiết của London tệ lắm sao? Kế hoạch của anh có bị chậm trễ không? Còn nữa, em đã xem chiếc váy đó rồi. Em thích chiếc màu xanh lam. Anh làm việc động não một chút. Trong tình hình bây giờ, tất cả mọi người đều cẩn thận. Sao anh còn dẫn theo anh Từ đến nơi như thế? Anh ấy xảy ra chuyện gì thì phải làm thế nào? Đừng có dẫm lên vạch cấm. Quan trọng là tự kiềm chế. Anh phải nghĩ cho đối phương. Anh ấy là bạn, cũng là khách hàng. Anh ta gặp chút chuyện, tôi hỏi anh, chúng ta hợp tác mở rộng với ai? Rượu không uống, hải sâm không ăn, anh sẽ chết sao? Vào đi. Tổng giám đốc La, ngày đi công tác của Bộ trưởng Hạ phải điều chỉnh lại rồi. Quốc vụ viện vừa đưa ra thông báo. Điều chỉnh đến khi nào? Đợi thông báo. Được, anh báo cho bạn bè thân thích ở Úc rằng thời gian đang điều chỉnh, đợi thông báo. Vâng. Tổng giám đốc La, có chuyện rồi. Tôi phải báo với cô ngay. Tập đoàn Sơn Cốc vừa đuổi việc một kẻ lừa đảo tên là Đàm Phi. Nói là quen cô. Nghe có vẻ rất truyền kỳ. Giả tên, giả họ, giả thân phận, giả lý lịch. Từng làm đa cấp, còn từng vào tù. Mà vẫn làm được tổng giám đốc quản lý lương của Sơn Cốc. Thật đúng là thần kỳ. Người tò mò đều dò hỏi. Nhưng người này đã bật vô âm tín. Tôi thật sự muốn biết về người cô quen này. Thân phận của anh bị lộ rồi. Đây chỉ là chuyện sớm hay muộn. Thank you.
Thuê bao quý khách vừa gọi đã tắt máy, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Trước đây là ký túc của xưởng bóng đèn, lâu đời, đông ấm hè mát, phù hợp với giá cả của anh. Nào, đi bên này. Anh à, hiện tại phòng này hợp với giá cả của anh nhé. Có chỗ nào sạch sẽ hơn không? Diện tích nhỏ cũng không sao. Có căn hộ hai mấy mét vuông, cũng là nhà cũ nhưng vừa được sơn lại, trông cũng sạch sẽ. Ở khu Vành Đai 3, gần cầu Môn Kiều. Đi tàu điện ngầm có tiện không? Ra tù lâu thế, sao giờ mới đến làm chứ? Tôi bận làm chút việc cho người khác. Hộ khẩu, thẻ căn cước đều không dùng được mà không đi làm à? Làm chút việc ư? Ở khu thương mại trung tâm hả? Trước đây anh từng gặp tôi sao? Nhìn dáng vẻ của anh giống dân văn phòng. Sao giấy ra tù của anh cũ thế? Lúc ra tù kích động quá, nắm hơi chặt, tay lại ra nhiều mồ hôi. Điền vào đi. Bản đăng ký công dân mãn hạn tù. Được rồi. Hai tuần sau đến lấy thẻ căn cước. Vâng. Anh có muốn làm đăng ký thất nghiệp không? Thất nghiệp ư? Không, tôi không làm, tôi không thất nghiệp. Anh không nghĩ đến làm bảo hiểm thất nghiệp sao? SIM trước đây không dùng nữa sao? Không dùng nữa. Tôi muốn đổi thẻ SIM mới. Thẻ SIM mới giờ chúng tôi yêu cầu dùng tên thật, thẻ căn cước của anh. Tôi đang làm thẻ căn cước, sắp làm xong rồi. Không cần được không? Chỗ chúng tôi không được, thẻ căn cước chứng minh thân phận. Vậy mấy ngày nữa tôi lại đến. Số dư trong tài khoản của quý khách 21.300 tệ. Tôi nghĩ đi nghĩ lại, người tôi có lỗi nhất vẫn là anh. Tôi không dám mở máy, không dám liên lạc với anh. Tôi sợ anh sẽ mắng tôi là đồ lừa đảo cặn bã. Anh còn mặt mũi xin lỗi tôi sao? Tôi bị anh hại thê thảm rồi, anh có biết không? Đẳng cấp tín dụng của tôi bị hạ một sao. Anh biết điều này nghĩa là gì không? Nghĩa là tôi làm cùng một công việc với người khác, nhưng chỉ có thể nhận được không bằng một nửa thù lao của người ta. Tôi xin lỗi. Giờ tôi đã biết mình hại bao nhiêu người rồi. Lúc đầu tôi không suy nghĩ nhiều như thế. Tôi chỉ nghĩ dùng thân phận giả làm lại cuộc đời. Dù làm không thành thì cũng không hại đến ai. Tôi không cầu xin anh tha thứ. Tôi chỉ mong anh đừng bị tổn hại quá nghiêm trọng, có thể sớm phục hồi. Giờ anh đang ở đâu? Vẫn ở Bắc Kinh. Bắc Kinh lớn đến mấy, giờ anh cũng không làm ăn được nữa. Người anh quen trước khi anh vào tù thì anh không thể đối mặt. Những bậc thầy tinh anh quen được, sau khi ra tù thì họ lại không muốn đối diện với anh. Cho hỏi anh lặn lội ở Bắc Kinh mười mấy năm, giờ chẳng có lấy một người quen nào, cũng không thể có. Loại người như tôi không xứng để anh quan tâm. Tôi chỉ mong tổn hại tôi gây ra cho anh có thể sớm ngày kết thúc. Lâm Bái, tôi đúng là một kẻ thất bại. Nghĩ thôi đã thấy chạnh lòng. Hai ngày trước tôi còn nghĩ có thể kết bạn với anh là ông trời chiếu cố cho tôi. Nhưng không ngờ lại trở thành tai họa của anh. Anh nói đúng, tôi lăn lộn ở Bắc Kinh suốt mười mấy năm mà chẳng có ai có thể đối diện, còn chẳng bằng người xa lạ. Tôi nên làm thế nào đây? 36 kế, kế chuồn là thượng sách. Rời khỏi Bắc Kinh đi, tìm một nơi hoàn toàn mới, dùng thân phận thật sự của anh bắt đầu lại từ đầu. Tôi sẽ cân nhắc.
Cảm ơn anh đã chịu nghe máy của tôi, nói chuyện với tôi. Cảm ơn anh về lời vàng ý ngọc. Phải rồi, tên thật của anh là gì? Tôi là Trịnh Thu Đông. Trịnh trong Trịnh Thành Công, Thu trong mùa thu, Đông trong mùa đông. Đây là tên thật, là tên bố mẹ tôi đặt cho tôi. Trịnh Thu Đông. Xin lỗi anh, tôi không thể giới thiệu nghiệp vụ của Sơn Cốc cho anh rồi. Chúc anh may mắn. Xóa số liên lạc. Bạn có xóa số liên lạc này không? Hủy. Hoàng Đồng Hoa. Tôi xin lỗi. Tôi đã tìm được pha lê Thương Ngô rất tốt rồi, nhưng không còn mặt mũi nào tặng cô. Chúc cô may mắn. Trương Duy Quân. Tôi xin lỗi, tôi mượn ô của anh, không có cơ hội trả anh rồi. Chúc anh may mắn. Hôm đó dưới hầm gửi xe, tôi đã khiến bạn trai cô hiểu lầm. Chúc hai người may mắn. La Y Nhân cũ. La Y Nhân mới. Em muốn xuống bơi một lát không? Đợi lát nữa. Đàm Phi. Anh đang ở đâu? Anh ở nhà. Anh chuyển nhà rồi. Chuyện đó, xin lỗi em. Trong thời gian ngắn, anh không thể trả tiền mượn em được. Anh ở Sơn Cốc xảy ra chuyện rồi. Em biết rồi. Em đã bảo mà. Anh ở tù lâu quá ngớ ngẩn rồi. Lý lịch hơn 30 năm, làm sao anh có thể nói dối che mắt được? Tiếp theo, anh định thế nào? Anh không biết. Có người bạn đề nghị anh đến một nơi hoàn toàn mới. Ra nước ngoài ư? Anh không biết. Giờ lòng anh rối bời. Gặp nhau được không? Nếu không tiện thì thôi. Anh chỉ là không có ai có thể nói chuyện. Nhà mới của anh ở khu vực nào? Làm ơn nhanh một chút. Đại sảnh này rất ít khách. Sau 9 giờ, hầu như không có người, rất yên tĩnh. Tổng giám đốc La, cô xem, ở đây được không? Được. Xin lỗi, tôi nghe điện thoại một chút, anh cứ đi làm việc đi. Được. Em đến rồi, anh lên đi. Đúng, tầng 16, sảnh hành chính. Những lúc anh vui đều ở nơi rất xa.
Em chưa lần nào thấy giống như truyền thuyết vậy. Còn khi xui xẻo, em đều ở bên, thậm chí là người chứng kiến tận mắt. Anh chưa từng vui vẻ. Anh luôn gặp xui xẻo. Không thể nói vậy. Trong máy tính của em vẫn còn bức ảnh trước đây của anh ở Nepal, trên xe hàng đông trùng hạ thảo nhiều như thế. Anh cười rất vui. Đó là một cơn ác mộng. Giờ anh nhìn thấy quầy bán đông trùng hạ thảo, anh đều đi vòng qua. Đừng nhắc nữa. Ở Quảng Tây, nhiều tiền như thế nhất định là rất vui. Không vui, vì anh Bạch vẫn còn. Sau này làm thế nào? Thực ra khôi phục thân phận thật sự không phải là chuyện quá khó. Chỉ là anh thật sự không biết nên bắt đầu thế nào. Đó là vì anh vẫn chưa ngộ ra đạo lý. Người không có năng lực mới phải nhìn thân phận. Người có năng lực thì ai thèm nhìn thân phận chứ. Nhìn nhận em ở đây nói thì dễ. Em thật sự không biết cảm giác xung quanh trống rỗng là thế nào. 4 năm trước em từng như vậy. Em còn trống rỗng hơn anh bây giờ. Người mà em có thể hy vọng vào, chết thì đã chết, bị bắt thì đã bị bắt, đến cả người chỉ dẫn cho em cũng không có. Giờ nói trắng ra, anh chỉ mất một công việc và danh tiếng ở một phạm vi nhỏ. Thậm chí anh còn nói chuyện với em. Đây đâu gọi là trống rỗng. Anh xin lỗi. Anh không phải anh nói em. Anh oán hận bản thân. Em đừng giận. Buổi tối anh ngồi một mình xóa hết số liên lạc trong danh bạ. Xóa đến mức anh thấy kinh hoàng. Cuối cùng chỉ còn lại mình tên của em. Anh không thể nào dám xóa. Nếu đến tên của em mà anh cũng xóa đi, thì anh thật sự thành một kẻ bị ruồng bỏ rồi. Chết đi cho xong. Trong điện thoại, anh nói có người đề nghị anh đến một nơi mới. Em thấy được đấy. Ai đưa ra chủ ý này thế? Một nhân viên tư vấn của công ty săn nhân tài. Nghĩ ra đi đâu chưa? Chưa. Nếu đưa ra quyết định bắt buộc phải đổi sang một nơi khác, anh chỉ còn biết tiến về phía trước. Đi đi đi. Vẫn đều là đi xa. Ký ức sâu đậm nhất của em về anh dường như đều là từ biệt, đến nơi đất khách, sau đó lại thảm hại quay về. Trong ký ức của anh, em cũng thế. Buồn nhiều, cười ít. Mong là ông trời mở mắt, có thể cho anh cơ hội nhìn thấy nụ cười của em. Mấy năm nay em đều cười đấy chứ. Sự nghiệp tốt như thế, hôn nhân tốt như thế, cảm ơn em Y Nhân. Anh toàn như vậy. Em còn có thể nghe anh nói những lời nhảm nhí. Đừng giả vờ nữa. Còn cảm ơn gì?
Em sẵn lòng nghe những lời nhảm nhí của anh. Không phải giả vờ. Thật đấy. Nếu có lời nào làm tổn thương em, anh rút lại. Cho anh rút lại thật. Anh có thể rút lại không? Có thể. Câu nào? 4 năm trước, khi em và Trung Hoài Lan đến nhà tù thăm anh, những lời anh đã chỉ vào mặt mà mắng em. Ai thế? Mở cửa. Ai thế? Một người bạn. Đợi một lát. Có chuyện gì không? Anh Trịnh, không uống nhiều chứ? Ý anh là gì? Khuyên anh một câu chân thành. Tôi không hiểu. Tránh xa cô La một chút. Hiểu rồi chứ? Bạn bè bình thường, nói chuyện một chút không được sao? Anh đã từng vào tù. Anh biết rõ những ngày tháng trong đó không bằng bên ngoài. Phải đến nơi tận cùng rồi. Xem ra đường Lâm Bái chỉ là đường ra duy nhất. Rời khỏi Bắc Kinh, đến một nơi hoàn toàn mới. Còn đi đâu, điều này không quan trọng. Đi đâu cũng thế, lại phải dựa vào thứ gọi là số phận rồi. Dù rằng số phận luôn tồi tệ, hoàn toàn không đáng tin.